Nhân vật chính của chúng ta là Singo, 10 năm trước, cậu là một nhân viên văn phòng. Vừa về nhà và chuẩn bị đặt lưng nghỉ thì cậu đã bật dậy vì phải ăn trước rồi mới ngủ. Cậu bỏ ra 2 tiếng để chuẩn bị cho mình ba món ăn cân bằng dinh dưỡng và thơm ngon. Nhưng chuẩn bị ăn thì cậu lại ngủ quên mất và tỉnh dậy thì cậu đã ở một bàn tiệc. Cơ thể thì là của một đứa trẻ con, chưa hiểu gì thì trước mắt cậu là một bữa tiệc nhìn như của người nước ngoài, nhưng họ nói gì cậu đều hiểu. Cậu nhận thấy đây là tiệc đính hôn và nghĩ đây có khi chỉ là giấc mơ cậu quyết định quay về lại với bàn ăn mà bản thân vừa làm thì bố đến gọi cậu dậy để đi chào hỏi cậu nhận ra đây là thực tế và cậu không biết phải giới thiệu bản thân ra sao đang bí thì người anh trong gia đình này là ezic đã đến giúp cậu và tên cậu ở thế giới này là gheo cậu sau đó có hỏi ezic về bữa tiệc này thì anh cho biết đây là tiệc cưới của người anh cả cớt cậu nhận thấy gia đình có quý tộc làm dâu nên hẳn là cũng có ra thế khủng ngôn ngữ cậu vẫn hiểu được và xem ra nhà cậu cũng thuộc loại khá giả và giờ không còn phải sợ thiếu ăn nữa thế nhưng chỉ đến sáng tiếp theo cậu và cả nhà đã quay lại với món bánh mì khô khốc. Súp thì là nước lã, tường nhà thì chóc trên chóc dưới, bàn thì mục. Cậu hơi bối rối nhưng chỉ có thể hỏi là anh Ezic đây. Ezic vừa đi câu cá về nên cậu đã đến hỏi thì biết cả nhà họ là quý tộc nghèo và hôm qua phải xa xỉ là để giữ hình tượng trước mặt khách. Có thể xem là sự kiêu hãnh của quý tộc. Mấy món ngon tối qua cũng là dành cho riêng lễ cưới còn giờ thì sẽ quay lại với bánh mì khô và súp nước. Cậu sau đó liên tục gặp được những người anh khác. Sau khi nghe ai nấy điểm danh hết những cái tên thì cậu nhận ra cả nhà đã là quý tộc nghèo và cậu còn là đứa thứ 8 nên chắc là chẳng có cái đặc quyền gì. Cậu sau đó đã học về thế giới này, nơi này là thủ đô với đông dân nhất vương quốc, xuống dưới một đoạn là khu vực giao thương lớn nhất nước và kéo xuống tí nữa rồi băng qua núi chính là vùng tự trị của gia tộc nhà cậu. Cậu thấy cuộc đời này xem như đi tong, đột nhiên cậu phát hiện ba người anh đang chuẩn bị lên đường rời khỏi quê hương. Cả ba cho biết nơi này sẽ được giao cho anh cả và anh hai cai quản và thừa kế. Còn những người về sau thì nên bỏ và rời quê hương để kiếm tương lai tươi sáng hơn. Có thể làm lính hoặc mạo hiểm giả, Ezic khuyên Gheo là đừng có lông bông nữa kẻo sau lại hối hận. Cậu sau đó đã đi kiếm sách để học hỏi thì toàn mấy sách tào lao. Cậu vô tình để rơi một quả cầu pha lê, cậu thấy có tờ giấy nên đọc thử. Nó cho biết cầu pha lê này có thể xác định bạn có ma lực hay không. Vì chỉ một trên một nghìn người có đủ ma lực để thi triển ma pháp. Cậu nghĩ bản thân làm gì có cơ may đó được, nhưng Gheo vẫn mang quả cầu lên bàn để đọc tiếp vì mỗi người đều có cơ hội để thử nên mất gì mà không làm và nếu có cơ may trở thành pháp sư thì sẽ có thể làm việc được cho vương quốc cậu nghĩ ai lại đi tin mấy thứ này nhưng rồi cậu vẫn nghịch thử vì nó cũng đâu có mất gì cậu đã đưa tay vào quả cầu rồi gồng và chẳng có gì xảy ra nhưng một lúc sau thì quả cầu phát sáng màu cầu vồng cậu đọc giấy thì đúng là cậu có năng khiếu với ma thuật nên cậu cần tìm người để dạy dỗ cho đàng hoàng cậu tìm thử mấy cuốn sách để học thêm thì chẳng có cuốn nào cả cha tiến vào thì cậu hỏi về sách nhưng ông không biết đọc nên chẳng có sách nào học hỏi được cả cha muốn cậu đi nhặt củi lúc ở trong rừng cậu vẫn cố học mò pháp thuật thì gặp được một anh trai anh biết cậu là người vừa phát ra ma thuật ban nãy và muốn biết tên cậu là gì nhưng cậu hơi sợ vì đột nhiên anh ta xuất hiện anh đã vứt cái que trong tay cậu và khiến một tảng đá gần đó bị rơi vào đầu con lợn rừng nó nổi điên chạy đến cả hai anh ta đã giữ cậu lại và bắt đầu chỉ dạy cậu cách điều khiển ma pháp cậu tung ra một đòn gió và đẩy lùi được con lợn còn anh ta thì vẩy một cái nó bay đi cả chục mét anh cho biết bản thân là cựu thành viên của hội đồng ma pháp anfet và anh tin cậu sẽ trở thành pháp sư còn mạnh hơn anh. Gheo sau đó được Anfet mời uống trà. Anh thì cất con lợn vào túi như con mèo máy màu xanh nào đó. Anh đồng ý dạy cậu ma thuật và không cần cậu trả tiền. Anh chỉ muốn có một người đệ tử là được. Và Gheo đã nhận anh làm sư phụ nên anh muốn cậu ngày mai bắt đầu tập luyện và không được phép nói ra việc cậu có ma thuật vì nó sẽ khiến cậu trở thành người thừa kế. Và một người còn nhỏ như cậu mà vướng vào tranh giành quyền thừa kế thì sẽ rất cực. Nói chung là ma thuật có ảnh hưởng lớn hơn Gale tưởng tượng nhiều. Ngày hôm sau, Gale đã bắt đầu tập luyện. Anfet đã chỉ cho cậu những điều cơ bản nhất khi học ma thuật. Cậu phải tưởng tượng ra việc mana đang luân chuyển giữa cơ thể của cả hai. Anfet sau đó đã cho cậu biết mỗi người đều có số giới hạn mana riêng, không thể gia tăng được giới hạn đó. Nhưng gheo thì lại có giới hạn mana lớn đến mức Anfet cũng chưa thể chạm tới. Trong lúc đó, anh cả và cha nhận thấy quả cầu đã bị xê dịch vị trí và cả hai nghĩ gheo đã nghịch và hẳn là đang tự ti vì không có ma lực. Nhưng cậu sau vài ngày thì đã học được cách dùng ma pháp cơ bản. Anfet có mang về một giỏ rau củ để cậu mang về cho gia đình và lừa là đi hái rau củ. Tối đó, mẹ và chị dâu thấy cậu quả là có tài thu lượng và cha không biết sao cậu hái được loại rau có ở bên kia sống trong khi sông chẳng có một cây cầu nào. Điều này khiến người anh cả bắt đầu lo ngại về gheo. Vài ngày sau, An Phép đã cho cậu bay một chuyến để cậu học khả năng dò tìm. Cậu đã dùng một cục đá và phép gió để thổi viên đá trúng vào con chim. Cả hai đã làm thịt, gheo có đưa ra một lọ wasabi mới kiếm được nên An Phép cũng xin ăn thử. Anh ăn mà không biết cay khiến gheo thấy sợ. An Phép đã có cho gheo biết về việc khu rừng này rất nguy hiểm và không được đi vào cậu cũng thú nhận là bản thân đã liều mạng để lấy số wasabi đó. An phép cho cậu biết thêm là trong rừng đó có rất nhiều nguyên liệu và thảo dược hiếm nên vẫn có người liều mạng vào đó để kiếm tiền. đa phần là một đi không trở lại. cậu sau đó cũng có nói là dạo này cứ thấy anh cả hay quan sát cậu những lúc cậu luyện tập. anh nghĩ là anh cả có vẻ đã để ý để việc gheo dùng ma thuật. nhưng cậu không thích việc phải thừa kế hay cai trị vì nó có vẻ khá phiền phức. nghe vậy thì an phép chỉ cậu đi phiêu lưu rồi làm mạo hiểm giả cũng được vì anh cũng từng làm mạo hiểm giả. Anfet sau đó bị gì đó với cánh tay của mình nên và cố che giấu khỏi gheo. Tối đó, cậu có đề cập với gia đình về việc làm mạo hiểm giả và ai cả có vẻ thích điều đó. Nhưng cha cho biết là cả nhà không đủ tiền cho cậu theo hở trường đào tạo. Sáng hôm sau, cậu đã đề cập với Anfet thì anh đã chỉ cậu là phải đến được khu vực giao thương lớn nhất vương quốc thì mới theo học được và cậu phải học phép bay thì mới di chuyển thuận lợi được. Và vì nơi đó cho phép giao thương mọi thứ nên cậu có thể bán gì đó để trang trải tiền học và cuộc sống. Anh sau đó đã cho cậu xem về phép bay bằng cách đưa cậu lên bầu trời và cho biết cả thế giới đang chờ cậu. Tối đó ăn phép càng tệ hơn và ngày hôm sau đã đi gặp Gale và cho cậu biết ngày mai anh sẽ ngừng giảng dạy. Cậu không chịu do mới quen nhau được hai tuần nhưng cậu cũng phải chấp nhận. Tối đó, cậu nghe cha đề cập đến việc gần đây trong rừng xuất hiện tử linh. Là xác sống có khả năng giữ lại sức mạnh trước khi chết. Cơ thể lạnh ngắt, giác quan ngừng hoạt động và da thì nhợt nhạt. Gale nhớ ra là Anfet cũng có những đặc điểm này. Và sau một thời gian thì tử linh sẽ mất trí và biến thành xác sống hoàn toàn cậu sau đó đã đi tìm an phét và gặp được anh cậu muốn đưa an phét về vì ở trong rừng có tử linh nhưng anh thấy cậu đã nhận ra nên thú nhận luôn bản thân là tử linh vài năm trước anh đã nhận nhiệm vụ bảo vệ một gia đình quý tộc khỏi đám quái chúng liên tục kéo đến khiến anh và đội quân dần đuối sức và bị áp đảo vì còn lưu luyến nên anh chọn trở thành tử linh để tìm người truyền dạy lại phép thuật và khi hoàn thành ước nguyện là dạy dỗ được cho một người đệ tử thành tài thì anh sẽ siêu thoát anh đã luôn giấu vì sợ gheo sẽ sợ anh là một tử linh mà bỏ chạy nhưng anh muốn chắc chắn là cậu có thể thành tài nên muốn cậu thanh tẩy anh bằng thánh thuật. Anh đã dạy cậu vì anh cũng đã sắp hết thời gian và sợ là sẽ trở nên tàn bạo mà làm hại đến con người. Anh muốn cậu cứ ra tay và nhớ lại những gì đã học suốt 2 tuần. Cậu nhớ lại và An Phép muốn biết cậu có thể làm được hay không. Cậu đã hạ quyết tâm và thanh tẩy anh như là cách để trả ơn lại anh. Anh thấy cậu đúng là người anh đã tìm kiếm lâu nay và muốn cậu bắt đầu hành trình của mình và trở thành một người tốt. An Phép sau đó đã bị thanh tẩy và để lại gheo đừng khóc nhiều năm sau gheo đã đủ lớn để lên đường đi học và cái cành cây cậu cắm lại để làm mộ cho alfes giờ đã dần phát triển lên cậu sau đó đã đến học viện ma pháp do cậu đã dành 7 năm để tập luyện và tự lực cánh sinh để tránh khỏi rắc rối nên giờ cậu gần như là một đứa hướng nội cậu cố gắng giữ bình tĩnh để bắt đầu một chương mới của cuộc đời là kết bạn cậu sau đó đã đứng lên giới thiệu bản thân và chẳng ai có phản ứng gì khiến cậu thấy hơi quê thầy sau đó đã đưa cho cả lớp phiếu thành lập tổ đội và gheo thấy vụ này quá dở với cậu nhưng cậu có thời gian một tháng để kiếm bạn và tổ đội của mình trưa hôm đó cậu ngồi ăn một mình và thấy bản thân đã thật sự bị xa lánh. Hai cô bạn cùng lớp với cậu là Louis và Tina đã để ý đến cậu vì cậu là người nhập học vì sử dụng được phép thuật. Trình độ của cậu đã ngang tầm với các mạo hiểm giả top đầu và các giáo viên cũng chẳng thể dạy được gì cho cậu nữa. Một cậu bạn của cả hai tìm đến và nhận thấy nếu trung đội với Gheo thì sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Với Gheo cũng đang bị kha khá người để ý đến nên họ nghĩ Gheo đang thử họ xem có xứng đáng để trung đội với Gheo hay không. Cậu ta cho rằng cả ba đều là những người hàng đầu trong một môn nhất định nên có thể sẽ khiến Gheo để ý cậu ta cũng giới thiệu bản thân là Erwin. Leo lúc này cố để thử hòa đồng với mọi người, nhưng cậu vừa đứng dậy nói gì đó thì bên ba người kia đang bị hội chiến rìu gạ kèo xem bên nào sẽ mời được Leo về đội. Một lúc sau ở lớp, thầy có nói về việc nhiều học sinh sẽ không được gia đình chu cấp nên nhà trường khuyến khích việc đi săn quái, nhưng nguy hiểm nên họ cần đi theo nhóm. Ba người kia thấy là nên bắt chuyện với Geo nhưng Erwin không muốn vội vì sẽ làm công sức tiếp cận đổ sông đổ biển. Và cậu ta nảy ra ý để gây chú ý đến Geo đó là họ sẽ đi săn quái nhiều hơn Geo để gây ấn tượng với cậu. Nhưng khi đi săn về thì nhóm Erwin được kha khá. Có điều khi gheo về thì cậu lấy một đống ra từ túi ma thuật mà Anfet để lại. Ai nấy đều chọn bỏ cuộc vì tranh lệch đẳng cấp là quá cao. Ai nấy bỏ về còn gheo vừa có tiền công thì định mời bạn bè đi ăn nhưng lại chẳng còn ai. Tối đó cả nhóm Erwin đều thấy họ quá thảm hại vì dù có cố gắng đến đâu thì việc không phải là con trưởng trong nhà cũng khiến họ chẳng có giá trị thừa kế hay gì lớn lao. Louis thì do có ma lực đủ để cường hóa bản thân nên đã vượt qua cả cha và anh trai và họ đã xa lánh cô. Tina không thích việc chỉ vì không phải con trường mà họ không có quyền có ước mơ riêng nên họ sẽ cố săn thật nhiều để khiến Gale để ý. Họ đã vào sâu trong rừng bất chấp nguy hiểm và rồi bị một đàn sói bao vây. Gale đi săn gần đó thì dò được cả nhóm và đàn sói nên đã đến cứu nguy. Cả ba có vẻ tự lo được vài con nhưng chúng vẫn khá lì lợm và vì bảo vệ lui nên Erwin đã bị thương. Gale đã đến giúp cả ba và sau đó đưa cả ba về bệnh xá để băng bó cho Erwin. Cả ba đều nhận thấy họ đã quá chênh lệch với Gale nên từ bỏ việc lập tổ đội với cậu nhưng cậu chưa kịp giải thích thì thầy đến thông báo về việc họ được bá tước đứng đầu thành phố giao thương này mời đến dự tiệc ai nấy nghe tin thì nghĩ là bá tước mời cả lớp nhưng chủ đích là nhắm vào gheo nhưng lu vẫn tin là họ có cơ hội nên cứ cố gây ấn tượng với bá tước và lỡ đâu sau này có việc thì bá tước sẽ nhờ đến họ và khi đến bữa tiệc ai nấy đều đã mặc thật đẹp để được diễn kiến bá tước nhưng khi bá tước để ý tới gheo thì anh đã hướng đến và đi qua ba người bạn để gặp gheo anh thấy gia đình của gheo cũng ít khi rời khỏi lãnh địa vì tốn kha khá tiền để qua được ngọn núi anh muốn cậu đi cùng để nói chuyện thì Gheo muốn mời ba người bạn mà cậu dự định sẽ lập tổ đội cùng đi theo. Cậu được bá tước dẫn đi gặp Bran, ông là pháp sư của vương quốc và là thầy của Anfet. Ông biết Anfet đã hy sinh được một thời gian ở lãnh thổ nhà Gheo. Ông rất giỏi ma pháp dò tìm và đã 7 năm kể từ khi tín hiệu ma thuật của Anfet biến mất. Anfet được xem là một trong năm pháp sư mạnh nhất vương quốc và có ước mơ truyền lại tri thức lại cho một đệ tử và đột nhiên Anfet biến mất và cậu lại có chiếc túi ma thuật của ông từng trao cho Anfet và trừ khi được Anfet trao lại thì không ai có thể dùng được nên ông biết cậu là đệ tử của đệ tử mình. Ông nghe về lúc Anfet ra đi thì thấy anh cũng quá trời khi ép một cậu nhóc phải ra tay thanh tẩy. Ông cảm ơn vì cậu đã giúp Anfet yên nghỉ, cậu sau đó muốn trả lại vài thứ của Anfet đã cất giữ trong này. Ba đứa bạn thấy họ chẳng hiểu gì về gheo và một lúc sau thì cậu chạy ra và họ quyết định sẽ không cố để chung đội với cậu nhằm kiếm cuộc sống tốt hơn. Nhưng cậu lại muốn được chung nhóm với cả ba để kiếm bạn. Bà Tước và Bran sau đó có ra cho cậu biết những người cậu đã trả lại thì bà Tước sẽ trả công cho cậu 1.000 đồng vàng. Tương đương một tỏi yên, cậu sốc ngang và Bran còn cho biết Anfet có một tư dinh riêng và ông muốn cậu thừa kế nó. Tối đó, cậu đã dọn vào dinh thự và hơi trống vắng nên cậu có ý định mời nhóm bạn đến ở chung. Một thời gian sau đó, Gale được mời đến dự lễ cưới của anh trai Ezic nên dẫn nhóm bạn đi theo. Louis muốn nhân cơ hội này để nổi bật và DEOC quý tộc để ý, nhưng bộ đồ dườm già này sẽ chỉ khiến cô mất mặt thêm. Bran cũng đi theo cả nhóm vì ông phải về thủ đô báo cáo. Erwin khá lo khi đi tàu bay vì sợ rơi, nhưng Bran cho biết con tàu này sẽ không dễ gì rơi. Đột nhiên mây đen kéo đến và Bran cho biết họ vẫn có thể rơi do một con rồng khổng lồ tấn công. Và vừa dứt lời thì một con rồng xương xuất hiện. Phi hành đoàn cố trấn an hành khách là pháp sư toàn năng Bran sẽ xử lý được nhưng ông nói thẳng là bản thân chịu vì nó là tử thi và ông thì không xài được thánh thuật. Nhưng ông biết Gale làm được nên đẩy cậu ra chiến đấu còn ông sẽ bảo vệ tàu. Cậu sau đó đã ra cửa và dùng phép bay để ra đối đầu với con rồng còn bran thì đã dựng xong khiên cho tàu nên cậu chỉ việc lượn xung quanh con rồng và tập trung tụ đòn thánh thuật để cho nó đủ mạnh sau một hồi lùa nó thì cậu đã thành công tung chiêu và khiến nó bắt đầu dần bị thanh tẩy nó cố dãy dụa thêm một lúc nữa trước khi thực sự ra đi bran nhắc cậu thu xương rồng lại và trong lúc gom lại thì cậu có thấy một viên pha lê đỏ cả đoàn sau đó đã mở tiệc ăn mừng và gheo được bran giới thiệu với ông bạn là thương gia azote ông cho biết cậu sẽ rất khó để mua sắm ở thủ đô và lý do thì đến nơi cậu sẽ biết họ sau đó đã no say đến sáng hôm sau và tàu giờ cũng đã đến được thủ đô vừa tiếp đất thì bran đi trước và để nhóm của Gell cho ông azute hướng dẫn quân lính đột nhiên kéo đến tìm cậu vì chiến công diệt rồng của cậu anh chỉ huy cho biết nhà vua đang chờ cậu cậu được đưa đến cung điện và nhóm bạn thì đi trước còn cậu thì được ông azute đưa vào diện kiến nhà vua nhà vua thấy cậu quả là còn rất trẻ nhưng vì có công trong việc tiêu diệt rồng nên cậu sẽ được phong làm nam tước cậu đã lập lời thề với nhà vua còn nhóm bạn và anh ezic thì được bran cho biết việc sẽ xảy đến với Gell nhóm bạn lo rằng cậu sẽ bỏ làm mạo hiểm giả nhưng cậu chỉ mới có danh chứ chưa có đất đai nên làm tiếp hay không là tùy cậu và ezic thì không ngờ em trai mình lại tham dự đám cưới với danh tức cao hơn cả cha nhưng bran cho biết gell sớm sẽ gặp những bất lợi khi trở thành quý tộc còn gell lúc này đã lấy xương ra để bán lại cho triều đình ông ủy viên muốn giảm tiền trả cho cậu để giữ ổn định ngân khố vì cậu là công dân của đất nước nên sẽ hiểu nhưng tướng quân lại muốn trả cho cậu chính đáng vì công lao cậu bỏ ra giáo hoàng cũng theo tướng quân là nên trả đúng công để không làm mất mặt cậu cậu chẳng thể lên tiếng và ông azute cho biết giáo hoàng và tướng quân đều ủng hộ cậu để cậu có thể về dưới trướng họ còn ông ủy viên thì chỉ đơn giản là muốn bảo quản ngân khố ổn định chiều hôm đó gheo ra về thì có một người đến muốn biểu diễn cho cậu xem anh ta bị quân lính đuổi đi và ông azute cho biết những người kiểu vậy sẽ kéo đến để xin là tùy tùng của cậu và những quý tộc khác sẽ cố để khiến cậu cưới con gái họ nên giờ cậu nên ở trong nhà một thời gian và đó là lý do ông nói cậu sẽ khó để đi mua sắm tại đây cậu sau đó đã đi tham dự lễ cưới của anh e họ gặp vấn đề vì gia đình không có tiền để gửi quà cưới anh cả có gửi thư nhờ ba ông anh mua giúp quà nhưng họ đều là lính quèn nên đào đâu ra tiền với cả quà cưới cũng phải đắt tiền thì mới không mất thể diện và cả nếu nhà trai không có quà thì bá tước cũng sẽ mất mặt vì nhà cậu là chư hầu của bá tước và họ sẽ đánh giá bá tước khi không cho nhà cậu mượn tiền nhưng ai cũng rõ lý do là nếu nhà cậu mượn tiền thì cũng biết lấy đâu mà trả gheo quyết định là cậu sẽ trả và lễ cưới đã có thể diễn ra êm đềm cậu nhận thấy trở thành quý tộc cũng thật là phiền chiều hôm đó cậu ngồi thở dài thì ông azu tìm đến để đưa cho cậu loại gạo mà cậu cần ông muốn cậu sau có kinh doanh gì thì gọi ông trước tiên là được cậu đã đưa ba người bạn về dinh thự để sống chung và cùng họ làm thử món súp miso vì cậu tự làm hỏng liên tục nên cần họ giúp cậu sau đó đã làm và đem đi ủ men cậu dùng phép thuật để rút ngắn thời gian ủ và sau khi đem đi nấu thì cậu đã làm ra được đúng món miso ưng ý cậu mang món này đến đãi nhà vợ của anh ezic và được khen ngợi trong lúc đó giáo hoàng đã gọi cháu gái và cho cô biết là đã tìm được hôn phu cho cô giáo hoàng sau đó đã mời cậu đến chơi và cậu cũng đã chuẩn bị quà cho ông cậu sau đó được ông cho gặp cháu gái và cô giới thiệu bản thân là elite cậu để ý thấy cô có khả năng dùng ma thuật nên giáo hoàng cho biết cô có thể dùng được thánh thuật hồi phục cấp cao cô thường xuyên làm nghề chữa thương ở nhà thờ và ông cũng có những nữ tu khác lo việc từ thiện và với ma thuật đó nên elite được người ta gọi là thánh nữ ông không muốn cô làm cho nhà thờ mà muốn cô sống như bao cô gái khác nên cũng có nhiều nhà đến hỏi cưới cô và nếu cậu thích thì ông sẵn sàng gả elite cho cậu cậu cười vì giờ chưa đủ tuổi và nếu nhận đính hôn thì cậu chỉ còn 3 năm độc thân nữa. Cậu cười đùa vì nghĩ vụ đính hôn này là đùa nhưng giáo hoàng lại nghiêm túc và cậu lỡ nhận luôn lời đính hôn. Giáo hoàng đã chơi cậu một vố hơi ác khi cố ý dụ cậu đến rửa tội và rồi dùng hôn ước để kẹp chặt cậu. Với cả lý do ông chọn Gheo là vì cậu là một người có tầm nhìn xa khi dùng tiền để làm quà thay vì mấy món linh tinh khác. Còn Gheo lúc này đã kể cho đám bạn nghe việc cậu rước cả cái hôn ước về. Cậu không hiểu sao cậu mới gặp người ta được một phút mà đã có cái hôn ước tại sao một phút lại có thể quyết định người sẽ đi cùng mình đến già cơ chứ nhưng ai cũng thấy nó bình thường những người anh của cậu đều gặp vợ khi lễ cưới diễn ra cậu sau đó được chị dâu hóa trang để ra đường cậu nhận thấy hôn nhân bằng tình yêu không hề tồn tại ở thế giới quý tộc này cậu sau đó đã ra ngoài cùng erwin cậu hóa trang thành hề để không bị ai nhận ra erwin nghĩ là cậu cũng nên thử mua đồ cho vợ tương lai cậu không biết elite có thật sự thích cái hôn sự này hay không cậu sau đó ra đường thì gặp thanh niên cầm giáo ở lâu đài lần trước người này nhận ra cậu và chạy đi la lối cậu muốn anh ta nhỏ tiếng lại nhưng người quanh đó đã nghe thấy và muốn được cậu thuê cậu sau đó đã phải dịch chuyển về cùng erwin và anh trai ezic nghĩ gheo nên thuê gia nhân để đuổi khéo mấy người đó và thế là cậu thuê luôn erwin cậu sau đó đi đến nhà thờ một chuyến nữa và erwin vẫn chưa tin được là bản thân đã thành gia nhân của gheo cậu lúc này đã quay lại nhà thờ và cố né mặt giáo hoàng cậu bị elit bắt gặp nên kéo cô lên nóc nhà để hỏi thử quà của cậu đã bị vỡ mất nên cậu có hỏi cô thấy sao về hôn nhân này thì cô vui và tự hào khi hôn phu là dũng sĩ diệt rồng và cô cũng hiểu việc ông chọn cậu cho cô là điều đúng đắn. còn hai cô gái vừa về thì nghe tin Erwin là gia nhân của Gell và cậu ta bắt đầu lên mặt về việc giờ cả hai mà làm gia nhân của Gell thì sẽ là đàn em của cậu ta. Erwin sau đó đã đi giúp chị dâu và anh Ezic chuẩn bị bữa tối. Louis nhận ra cách để vượt mặt Erwin là trở thành vợ bé của Gell, vì quý tộc có vợ bé là bình thường và chỉ cần làm vợ bé thì họ có thể say khiến Erwin. Gell giờ mới về và Louis muốn quyết định sẽ bắt đầu quyến rũ cậu, nhưng cô chỉ đứng ra nhảy nhảy như một đứa dở hơi. Chị dâu đã gọi cậu đi ăn tối nên cậu bỏ mặc hai cô gái đây mà đi trước. Hai cô gái tối đó vẫn chưa từ bỏ và quyết định tìm cách quyến rũ lần hai. Tina để Louis vì cô có thể tự tin khoe cá tính. Nhưng Louis làm như vậy là chỉ để mở được một võ đường và rồi gia đình sẽ phải công nhận cô. Tina cũng quyết sẽ phải làm cho Gale điếu đổ. Còn gheo thì gặp được quản gia nhà giáo Hoàng. Ông đã sắp xếp cho geo một bữa ăn tối với Elit. Cậu ăn món do đầu bếp hàng đầu làm, nhưng cậu thấy không khí này không thích lắm. Nhưng ông quản gia muốn cậu nên tặng cho Elit gì đó cậu đưa cô đến tiệm trang sức và thấy cái nào cũng kiểu hơi phô trương quá cậu để ý thấy một chiếc nhẫn đơn giản và elite có vẻ thích nó nên cậu chọn cái này nhưng cái này đắt nhất vì nó có đá ma thuật bên trên lúc ra về cô nghĩ cậu chọn nhẫn này cho cô là để cô có thể có tác dụng với cậu nhưng cậu không nghĩ vậy cậu không hề biết đây là nhẫn ma pháp cậu chỉ nghĩ là nó hợp với elite cậu cũng nhận thấy nhẫn này mà rót ma pháp thì sẽ phát sáng cậu làm thử và rồi nhẫn đã chiếu ra một khung cảnh vũ trụ kỳ ảo ngay trong xe ngựa lúc trở về ông quản gia đã báo cáo lại cho giáo hoàng về việc gell đối xử với elite như một cô gái thay vì thành nữ còn gell lúc về thì lại thấy tiếc vì lúc nãy ở nhà hàng thì món ăn đấy phải có thêm nước chấm nữa thì mới đỉnh sáng hôm sau erwin có hỏi kế hoạch vợ bé của hai cô bạn ra sao thì cả hai nghĩ là chưa cần gấp gáp vì họ còn ở trong đội một thời gian dài nữa với cả hiện tại ở đây gell cũng đã có elite đúng lúc này thì cô tìm đến và muốn biết gell là người như nào gell lúc này đã đi gặp nhà vua và anh ta muốn cậu đi diệt hộ một con rồng nữa Họ đang cần một đồng bằng để khai thác nhưng nơi đó lại là địa bàn của một con rồng cổ và chỉ pháp sư mới đấu lại được. Với cả lần này cũng sẽ có một người nữa tham gia cùng Gale và Bran. Và người đó cũng vừa đến, ông là Armstrong, một người đầy nhiệt huyết và mạnh như cái tên. Vừa đến chào hỏi xong và ông đã ngay lập tức nhận nhiệm vụ và kéo cả hai lên đường. Bran cho Gale biết Armstrong nhìn như vậy nhưng ông rất đáng tin cậy. Cả ba sau đó đã dùng phi hành để lên đường đến đồn trú gần đồng bằng của con rồng nhằm chuẩn bị trước anh ezic đã cho nhóm bạn biết gell đã liên lạc về và cho biết là lãnh địa của con rồng có nhiều con quái khác nữa nên khi con rồng bị hạ thì họ sẽ phải ở lại để xử thêm đám quái mò đến do không còn rồng cai quản những ai liên quan đến gell đều sẽ phải tham gia kể cả nhóm bạn đây nhưng cậu chưa có quân đội riêng nên anh ezic cho biết nhà nước đang tính giao lại mảnh đất đó cho gell làm lãnh địa riêng và những người thường đứng canh trước nhà kia sẽ là quân đội tiềm năng sau này và họ muốn erwin tạm thời làm người giải quyết vụ tuyển quân và quản lý họ bởi erwin là gia nhân duy nhất của gell lúc này sau khi tuyển xong thì erwin cùng quân đội đã đến tiếp viện cho gell đa phần quân lính đều là con của quý tộc và tham gia để nâng cao danh tiếng tối đó ai nấy đều lo lắng vì đây có thể xem là trận chiến đầu tiên mà cả nhóm tham gia elite có tìm tới thì được cho biết là gell đã đi đến canh chừng ở hang rồng cậu và hai ông chú lúc này đã tìm được con rồng armstrong đã mặc lên bộ giáp phép thuật và lao vào đánh giáp lá cả với con rồng gell thì đứng gồng sẵn chiêu và brand muốn cậu phải gồng đủ để kết liễu nó trong một chiêu trước khi bộ giáp bào mòn hết ma lực của armstrong cả hai đã thành công tiêu diệt con rồng nhưng giờ vấn đề mới bắt đầu đám quái sắp kéo đến với số lượng kinh khủng không lâu sau đó elite đã liên tục dùng ma pháp để hồi phục cho quân lính bị thương khá nhiều nhưng ít người phải chết vì ai cũng tin thánh nữ sẽ chữa được cho họ họ cho biết số lượng quái quá đông và nếu không có ba pháp sư ngoài kia thì họ đã thất thủ từ lâu elite liên tục chữa thương và lấy ma lực từ nhẫn để bù vào đến tận tối cô đã gần cạn ma lực và rất mệt mỏi nhưng quân lính có nghe về việc cô và gell đã đính hôn và cậu luôn ở trên tiền tuyến để chống trọi đã vậy còn củng cố sĩ khí cho đoàn quân cô biết gale không hề thích việc phải ra dáng của một anh hùng nhưng cậu vẫn cố nên cô không thể nhụt chí được cô dùng hết ma lực thì lấy bộ sơ cứu để tiếp tục và một người lính đã báo cáo lại việc đoàn quân đang trở về từ tiền tuyến quân ta đã đại thắng cô nghe việc gale bị thương thì hối hả chạy ra nhưng nhận thấy cậu vẫn ổn thì cô đã kiệt sức mà gục đi tỉnh lại cô đã ở cạnh gale và cậu có nghe người ta kể lại về việc elite đã giúp đỡ hậu phương ra sao đột nhiên armstrong chạy đến và vui mừng khi gặp lại cô cháu gái kết nghĩa Gel và nhóm bạn sau đó đã bắt đầu dọn đồ đến ở ngay tại thủ đô này. Vì Gel giờ đã có hai huân chương diệt rồng và được thăng làm đại công tước, bà tước ở thành phố thương gia cũng bắt cậu ở lại đây để rèn luyện bản thân. Elit có tìm đến và hai cô bạn nghĩ là không nên giành giật cậu trước mặt vợ lớn. Nhưng Elit có nghe tin cậu cũng đã đính ước với Tina và Louis thì cậu phủ nhận. Nhưng cô lại nghĩ chuyện đó khá bình thường và mọi người cùng chung sống sẽ rất vui. Thế là cậu đành chấp nhận việc bản thân sẽ có ba người vợ. Không lâu sau đó, một người anh nữa của Gale cũng đã kết hôn được với quý tộc. Người anh thứ bao nhiêu đấy của Gale cho rằng lý do chính mà quý tộc chấp nhận hôn ước với họ là để làm họ hàng với Gale. Vì giờ sức ảnh hưởng của cậu là không hề nhỏ. Hai anh cho cậu biết sắp tới sẽ có một đại hội võ thuật và nơi đó cấm dùng ma thuật nên cậu phải tham gia với hạng mục đấu kiếm để không làm xấu mặt bản thân. Trong lúc đó, nhóm bạn đang tích cực tập luyện và Erwin thấy bản thân không có ma lực cường hóa cơ thể nên chẳng đọ được với hai cô bạn. Một lúc sau, Bran đã cho cả ba biết về việc phải tham gia đại hội và cấm dùng ma lực. Và nếu cả ba bị loại từ vòng gửi xe thì sẽ làm xấu mặt Gale. Hai cô gái đi tập luyện ngay còn Erwin cho rằng bản thân chẳng có gì để mất nên kệ. Nhưng Bran cho biết cậu ta mà không cố gắng thì sẽ bị khai trừ. Tối đó, Gale đã cho cả nhóm biết là Elis sẽ tham gia tổ đội của họ và chỉ huy đội kỵ sĩ năm nay đã rút khỏi đại hội để thế hệ sau tỏa sáng. Gale hứng thú với đại hội vì không muốn tự làm xấu mặt mình nên Erwin cũng đã có quyết tâm và tích cực tập luyện. Ngày hôm sau, cậu ta là người tập luyện hăng nhất vì từ lâu đã quen với việc không có ma lực. Còn Gale thì rất thảm, cậu quá dựa dẫm vào ma lực nên giờ thể chất yếu như cọng bún. Sau vài ngày tập luyện thì Gheo cho biết chỉ huy sẽ lại tham gia đại hội vì nhà vua muốn ông làm ngọn núi để thế hệ sau vượt qua. Erwin sau đó đã tự ti về bản thân vì tướng quân là quá sức đối với họ. Nhưng hai cô bạn mặc kệ cậu ta mà đi tập tiếp. Sáng hôm sau, Erwin đã gặp Gheo đang ngủ thì đánh thức cậu dậy. Erwin nghe được việc Elite cũng đang cố gắng để tập luyện nhằm không trở thành gánh nặng thì đã có tinh thần trở lại. Cậu ta ra tập tiếp cùng hai cô bạn và xin lỗi vì đã tự ti. Sau đó thì cũng đã đến ngày diễn ra đại hội. Hai ông chú muốn cả nhóm cứ đánh hết sức và nếu thua thì về đây xem gheo ra ngay trận đầu thì gặp luôn chùm cuối và bị anh ta la xông đến thụi một cái ngất luôn cậu về với hai ông chú và hy vọng nhóm bạn không đi nhanh vậy sau một hồi chiến đấu thì louis là người đầu tiên bị loại ở vòng bán kết tina ngoài kia thì chạm mặt thanh niên cuồng thương kia và cô nhận thấy thanh niên này không có chút sơ hở nào và sau khi bị đánh bay thương thì cô đành chịu thua tina đã về cho cả nhóm biết thanh niên cuồng thương kia là josic vừa giỏi thương và giỏi tính toán do là con của một thương gia còn erwin thì đã vào chung kết và đối thủ của cậu ta sẽ là chỉ huy đội kỵ sĩ nhưng Erwin lúc này lại gặp chấn thương tay và được khuyên là không nên đánh nữa. nhưng cậu ta vẫn quyết tâm tiếp tục. cả hai cô gái đã đưa cho Erwin hộp đồ ăn mà Gell đã làm cho họ để động viên. nhìn nó thì Erwin đã lấy một miếng hình cậu ta để ăn và tiếp tục. chẳng tha thua còn hơn chạy trốn. và chỉ vài ngày sau, cả nhóm đã có những người thầy để giúp luyện tập. Gell bị Louis dẫn đi theo và thầy của cô lại là Armstrong và ông muốn tập cho cả Gell luôn vì cậu thiếu ma thuật là yếu nhất. ba năm trôi qua, anh cả ở nhà vô cùng không ưa Gell và từ chối mọi thứ liên quan đến cậu được gửi đến gale và nhóm bạn giờ đây cũng đã trưởng thành hơn và chính thức làm mạo hiểm giả bran đưa đến cho cả nhóm về nhiệm vụ mới của nhà vua là đi khám phá một hầm ngục cả nhóm đã đi cùng bran và ông chỉ đi theo giám sát ông cho biết từ khi còn rồng bị hạ thì nơi này xuất hiện đã vài đội vào đây nhưng không thể trở ra nên hẳn là trong này phải có nguy hiểm gì đó cả nhóm đi một lúc thì vào một căn phòng và thấy có cánh cửa đột nhiên tất cả bị dịch chuyển đến một khu vực khác lúc elite tỉnh lại thì louis muốn gale dùng dịch chuyển ra ngoài nhưng cậu phải biết được bản thân đang ở đâu thì mới đi được thế là cả nhóm đành leo bộ cả nhóm lạc vào một căn phòng toàn những con gỡ lem máy móc chúng bắt đầu thức giấc và tấn công cả nhóm ba đứa bạn đã lao ra đánh để chứng tỏ công sức luyện tập cả căn phòng sớm dec dọn hết nhưng đám gỡ lem từ tầng khác mò đến nên họ phải đấu tiếp năm ngày trôi qua và trên kia ai nấy bắt đầu đồn đại việc gheo và nhóm của cậu đã tử nạn sau một thời gian chiến đấu lần lượt từng người đuối sức và cả nhóm cũng đã đến được căn phòng lớn khác và chiến đấu với toàn bộ gỡ lem trong này và vượt qua được nhưng ở phòng cuối cả nhóm chạm chán một con rồng gỡ lem nhưng ai nấy đều đã đuối sức Bran và Gell đã ở tuyến trên chống cự với nó, còn phía sau thì đám gỡ lem lại tìm đến và khiến Tina bị thương. Elit phải dùng phép chữa trị còn Bran quyết định sẽ giao hết ma LUC lại cho Gell. Ông truyền hết sang thì cũng gục nhưng cậu vẫn chưa thể đương cự lại con rồng nên Elit đã đến hôn cậu và trao cậu số ma lực còn lại của cô. Nhờ đó cậu đã đẩy lùi được con rồng và đánh bại nó, đám gỡ lem sau kia cũng ngừng hoạt động. Nhóm bạn sau đó đã phải đưa những người bất tỉnh đi. Gell sau đó tỉnh dậy thì cùng Elit đi gặp Bran. Ông cho biết nơi này được một bá tước xây nên để thử thách kẻ xâm nhập và phần thưởng cho nó là hàng loạt tàu bay. Lối ra cũng ở ngay đây và cả nhóm đã có thể ra về. Gheo sau đó đã bán lại tàu bay cho nhà vua. Cả quân đoàn gỡ lem và con rồng cùng đống ma thạch để khởi động chúng. Đất nước sẽ trả mỗi người 2 triệu đồng vàng và trả dần trong 20 năm. Thế là giờ đủ ăn đến ba đời rồi đấy. Lúc trở về, Armstrong nói ông sẽ điều tra kẻ tung tin là Gheo đã chết. Cậu cũng nói bản thân sẽ rời thủ đô để mở rộng khai phá thêm nhóm bạn thì quyết định cho trả tiền thưởng hết cho gheo vì giữ nhiều tiền quá nó bất lợi vì đi cùng cậu cũng có đủ dư giả rồi gheo lúc này đang tính đến việc để ai đó trông chừng dinh thự này lúc cậu đi và họ đã nhất trí là sẽ mời thanh niên cuồng thương rốt xích đến làm vì anh ta rất giỏi trong việc quản lý khi là con của một thương gia được mời và nhận vào làm thì rốt xích rất vui họ đã ngồi lại ăn uống và lưu ý nhận thấy có ai đó theo dõi nhưng lại cửa sổ kiểm tra thì kẻ đó đã biến mất rốt xích quyết định nhận nhiệm vụ điều tra giúp cho gheo Cô gái theo dõi chạy ra phố thì đã vứt đi cái áo choàng đen, còn nhóm của Gel đã đến hội mạo hiểm giả vì nơi này đã mua lại thiết bị dịch chuyển để nghiên cứu. Cậu vào đây và được cho biết cái máy này có thể triệu hồi đến thứ mà cậu tưởng tượng ra nên cậu phải tưởng tượng nó thật chi tiết. Erwin thấy mấy gã biến thái sẽ thích cái này, điều đó khiến Gel phân tâm và gọi ra cái Pansu. Cô trợ lý nghiên cứu đã đấm cậu vì lấy đồ của cô. Cậu sau đó đã làm lại lần hai và rồi cùng cả nhóm ra về. Ai cũng chê mùi của thứ này quá hôi nên Gel dịch chuyển thẳng về nhà luôn cho nhanh. Còn rốt xích thì đã đi điều tra về kẻ lan truyền thông tin sai lệch về Gheo và có vẻ là đã tìm được kẻ chủ mưu đó. Cuối ngày hôm đó, Gheo đã tổ chức tiệc và mời những người quen biết và mang ơn nhất đến tham dự. Cậu đã giới thiệu với họ món cá ngừ mà cậu mới làm, nước chấm là dầu hào mà cậu đã mất 3 năm để hoàn thiện. Rốt xích cũng đã về và anh ta cho biết là đã tìm ra kẻ tung tin đồn. Đó là em trai của ngài ủy viên kia và cũng là cha rốt xích. Nhưng vì mẹ anh ta là vợ lẽ nên chẳng được công nhận nên anh ta vẫn luôn ghét người cha này. Anh ta đã tung tin đồn lại về việc chính ông ta là người nói xấu gheo để ông ta bị nhà nước điều tra. Đến lúc đó thực hư sẽ rõ. Cô gái theo dõi gheo cả ngày nay đã không chịu được nữa mà xông thẳng vào và chạy đến chỗ gheo. Cô hất luôn ở Win và chạy đến lấy cá ăn. Tướng quân cho biết đây là con gái ông Win mà. Và bra nhận thấy cô bé mắc một hội chúng là sẽ liên tục phát ra ma lực để cường hóa cơ thể nên phải ăn nhiều để bổ sung lại ma lực. Tướng quân muốn gheo nhận con gái ông làm vệ sĩ. Suy cho cùng là ông muốn nhờ gheo nuôi hộ con gái vì gia sản cậu giờ đủ nuôi con ông cả đời. Louis và Tina thích thú với việc chăm sóc Winma nên sẵn sàng làm cá cho nhỏ ăn. Nhưng Gell giờ sắp phải rời khỏi thủ đô nên không cần con ông làm vệ sĩ. Nhưng Bá Tước tìm đến và cho biết là có yêu cầu cần nhờ cậu thực hiện. Còn anh cả của Gell giờ nhận được thư giả về việc cậu đã chết và con trai anh ta sẽ được thừa kế tài sản của Gell thì giả khóc nhưng lại đang cười thầm. Đúng lúc này thì Gell cùng cả đội của cậu đã về đến đây. Họ sau đó đã họp gia đình vì mục đích Gell về đây là vì Bá Tước có nhờ cậu vào khu rừng tăm tối kia để thanh tẩy những tử thi trong đó bởi ông cố của bá tước từng vào đó và không trở ra được nên cậu cần thì đưa xác ông về để an táng sẵn tiện thanh tẩy được cả khu rừng luôn thì càng tốt để tránh tử thi hóa quỷ anh cả của cậu đòi ăn chia giá cả thì mới chịu và anh ta vẫn liên tục tỏ ra là một kẻ khó ưa khiến ai nấy đều phải lên tiếng vì gheo giờ đây có chức vụ còn cao hơn anh ta sau khi họp xong thì anh cả đi tập hợp người dân và cho họ biết là không nên tin vào gheo vì cậu về đây làm rồi sớm muộn gì cũng lại bỏ đi tiếp gheo tối đó đã ăn tối ở nhà anh hai và được chị dâu tiếp đón rất tốt anh hai thì lại tốt tính hơn anh cả và cho rằng gheo đột ngột rời đi và nổi tiếng trở về thì bị ghét cũng đúng chị dâu nghe việc cậu sẽ đi thanh tẩy khu rừng thì nhờ cậu thanh tẩy giúp ông của chị luôn sáng hôm sau cả nhóm vào rừng để thanh tẩy và gọi tử thi đến bằng cách nói xấu họ vì dù mất đi ý thức nhưng tử thi vẫn cảm nhận được việc bản thân bị nói xấu họ sau đó đã để elite tạo ra một vòng phép thanh tẩy bất kỳ ai bước đến đều sẽ bị thanh tẩy ngay lập tức họ sau đó cũng phát hiện ông cố của bá tước và thanh tẩy ông đột nhiên một con rồng bay đến và nó không bị thanh tẩy ngay nên win ma đã một chém cắt đầu nó thì nó mới bị thanh tẩy nhưng con thú bị hóa tử thi cũng kéo đến và còn nào qua được thì đập con đó để nó yếu đi chẳng mấy chốc họ đã xử lý xong nhưng cuối cùng thì vẫn còn ông của chị dâu ông đã thành quỷ và còn ý thức nhưng gheo cho ông biết chị dâu đang hạnh phúc thì ông cũng mãn nguyện mà ra đi họ sau đó đã đem đồ về trả cho người dân và anh cả đòi lấy hết giáp vì họ đang thiếu sắt nhưng họ cần giáp đó để chôn cất thay người nên gheo đã lấy một cục sắt ra cho anh cả để đổi lại giáp cho dân làng anh cả dù cay cú nhưng vẫn đành chấp nhận và đợi đến lúc gheo rời đi cậu sau đó đi trả giáp cho bên bá tước thì anh ta muốn cậu ở lại quê nhà một thời gian đến khi anh ta trả xong giáp cho người thân quân lính cậu quay về thì gặp trưởng làng và ông có mời cậu đi tham dự đám tang ngày mai cậu hôm sau đã đi dự và anh cả lại không đến tối đó cả làng ăn uống cùng nhau và gheo thấy lạ khi bran chưa hề đụng một ly rượu nào từ khi đến đây chị dâu cả và hai đứa con cũng đã đến đây cầu nguyện và gặp lại gheo cậu cũng xin lỗi chị vì không đi thăm được sớm cậu sau đó có để ba đứa bạn chơi với hai đứa cháu và hy vọng cả hai sẽ hòa thuận khi buổi lễ kết thúc trưởng làng có đến tìm cậu và xin cậu làm lãnh chúa nơi này vì anh cả cậu sẽ chỉ khiến nơi này bị sụp đổ ai cũng đồng tình với việc để cậu làm lãnh chúa và ông cũng đã quyết rồi nhưng eo chỉ muốn đi phiêu lưu nên ông cho cậu để cận thần lại cai quản thay cũng được bran cũng đến và cho biết nhà vua cùng quan thần đều muốn cậu cai quản nơi này nhà vua đã luôn muốn khai thác vùng đất rộng lớn này để gặt hái nhiều điều to lớn nhưng lâu nay mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu và lý do là vì người cai quản luôn sống như thường dân chứ không có ý nghĩ lớn và anh cả cậu lần này lại là một kẻ tệ đủ đường nên cậu lên thay là quá đúng họ sẽ đá anh cả cậu ra đường và ép cha cậu thừa nhận cậu là người thừa kế và làm lãnh chúa nơi này ông không nói từ sớm là vì biết chắc chắn cậu sẽ từ chối đáng ra đây là mục đích để gọi cậu về đây nhưng do bá tước sẵn có việc nên họ đã dùng nó để che mắt cậu và ép cậu về đây và giờ kiểu gì anh trai cậu cũng sẽ tìm cách trừ khử cậu để giữ tước vị nhưng cậu đâu dễ gì bị giết nên ông luôn phải đi theo quan sát đó cũng là lý do ông không uống tí rượu nào dù nhìn nó khá ngon sáng hôm sau gheo gặp lại chị dâu cả và hai đứa cháu những người khác đã hiểu ra lý do gheo còn chăn trở là vì khi anh cả bị đá đi thì vợ con cũng sẽ mất đi tước vị gheo tối đó đã nghe tin dân làng định nổi loạn thì đến ngăn cản vì họ nghĩ cậu sắp rời đi nên phải gấp rút nhưng cậu vẫn sẽ ở lại một thời gian nữa để giải quyết vụ việc bran bắt gặp trưởng làng và biết ông đã kích động người dân nhưng bran cảnh cáo ông ta là nhà vua cấm những kẻ hành động tùy tiện nhưng ông ta cứ thế ra về và căn dặn bran cẩn thận với vợ của anh cả chị dâu lúc này nghe được việc chồng đang nổi điện và cho hạ lệnh trừng phạt những ai chống đối erwin muốn gell sớm đưa ra câu trả lời trước khi nổi loạn tiếp tục diễn ra cậu thắc mắc là anh cả sau khi mất quyền thì sẽ bị gì thì bran cho biết anh ta sẽ bị trừ khử gell sáng hôm sau phải đi gặp anh cả để đàm phán cậu muốn xin mảnh đất chưa khai phá để cùng anh trai phát triển nơi này và cậu vẫn sẽ để anh làm lãnh chúa nhưng anh ta không chịu tin mà cứ thế gạt phăng đi lòng tốt của gell cậu sau đó đã gặp lại chị dâu và cậu đang cố giảm thương vong lại nhưng chẳng ai vui vẻ cả chị dâu sẵn sàng đối mặt với mọi thứ miễn là hai con được sống yên ổn cậu đã suy nghĩ về nó và lúc trở về cùng mọi người làm đồ ăn cậu đã quyết định sẽ làm lãnh chúa nơi này cậu sau đó cho mở gian hàng để hút hết khách từ anh cả người của anh cả đòi xử cậu nhưng cậu là một pháp sư nên đâu có dễ ăn như vậy gheo sau đó đã bao vây nhưng tên tay chân của anh cả và lôi kéo chúng về dưới trướng cậu cậu muốn ép anh cả đến bước đường cùng cậu sau đó cùng rốt xích đi kiếm chỗ ở mới cho chị dâu và hai đứa con sống ở đây thì họ sẽ không lo bị dè bỉu ở quê nhà còn anh cả thì cho đến nhà thờ và sống ăn năm sám hối cả đời. Chỉ ít là anh ta được sống, một tên thuộc hạ của cha rốt xích đã nghe được và được ông ta đưa cho một món đồ bảo là mang đến cho anh cả. Anh cả lúc này đã mất hết thuộc hạ và quyết định làm liều. Nhưng tên thuộc hạ của cha rốt xích đã mang đến cho anh ta một thứ gọi là sáo rồng để xử gheo. Theo lời tên đó, thì thứ này có thể giết được gheo. Anh cả hỏi giá thứ này thì tên kia không cần vì hắn muốn anh ta tiếp tục làm việc cho lãnh chúa và tiếp tục trao đổi thêm thông tin về những vùng chưa được khai phá. Bran lúc này đã quét thử thì thấy anh cả Gheo chỉ đi một mình, cậu đã cùng cả nhóm đi gặp anh cả. Và ai cũng biết anh ta có ý định giết Gheo để tiếp tục làm lãnh chúa nhưng giờ lại đi một mình thì chứng tỏ là đã có cách để xử cậu nên hãy cẩn thận, vừa đến gặp. Anh ta muốn cậu đừng giả nai mà gọi những người khác cũng phải ló mặt ra, anh ta cho rằng Gheo cũng tuyệt khi tự tay hạ được rồng và giờ lại sắp làm lãnh chúa khu này. Nhưng cậu vẫn chỉ là đứa con thứ 8, anh ta cấm tất cả manh động và đã lấy ra sáo rồng, Bran không biết anh ta từ đâu mà có thứ đó nhưng anh ta biết Bran cũng nắm rõ thứ này có thể làm được gì. Bran cho biết thứ đó chỉ tìm được dưới những di tích cổ và nó có thể triệu hồi rồng chỉ với một lần thôi. Tina cho rằng Gell đâu có sợ rồng nhưng thứ đó có thể gọi đến cả quân đoàn rồng và chúng sẽ oanh tạc khu này. Gell có mạnh thì cũng chẳng thể đối đầu với cả một đoàn quân. Anh ta cho rằng lũ dân đen dám phản anh ta thì cho đi hết. Vợ con cũng chẳng cần vì đến lúc đó anh ta sẽ khai thác lại hết vùng đất này và có lại gia đình mới nên gia đình lúc này chẳng là gì hết. Gell đã tức giận và định tấn công thì anh ta dùng sáo để dọa anh ta đã muốn thấy cái vẻ mặt này của Gale và cho rằng việc người dân chết đi đều sẽ là lỗi của cậu. Bran đã nhân sơ hở tấn công nhằm phá cây sáo nhưng nó không dễ vỡ nên anh ta đã thổi. Vậy nhưng đó không phải sáo rồng mà là sáo nguyền và anh cả của cậu bắt đầu bị những linh hồn vây lấy. Bran thấy sự nghi ngờ của ông đã đúng vì sáo rồng không dễ gì mà lại xuất hiện ở một nơi tầm thường như này được. Còn sáo nguyền kia thì sẽ cho người thổi sức mạnh với cả giá là sẽ bị biến thành tử thi. Anh ta liên tục căm hận Gale và những người khác vì không tôn trọng anh ta. Và nguyên rủa đã vây lấy rồi biến anh ta thành một con quái vật. Bran muốn cậu dùng thánh thuật vì anh ta không còn cứu được nữa. Elite đã đứng ra dùng phép nhưng một mình cô là không đủ để đẩy lùi con quái. Cô sẽ không để ai phải chết nên Gheo cũng giúp sức với cô. Cả hai thành công thanh tẩy lời nguyền, chiếc sáo cũng bị phá hủy. Nhưng thù hận của anh ta vẫn còn đó và nó đã quay lại nhà của tên quý tộc đã đưa sao cho anh ta và xử hết những kẻ chống đối Gheo tại đây. Vài ngày sau, rốt xích báo cho Gheo biết chuyện 12 quý tộc và cha anh ta đã bị sát hại. Còn bóng ma kia thì đã bị các mục sư thanh tẩy và điều đó đã khẳng định đúng rằng cha anh ta là người tìm cách hãm hại gheo cậu giờ phải lo cho chị dâu và hai đứa con vì anh trai cậu đã bị người ta biết là hại chết người ở đây nên chuyện chị dâu là vợ của tên giết người cũng đã lan truyền nên giờ chị đến đây thì cũng khó mà ra đường sau cùng thì cậu vẫn chẳng cứu được ai họ đang điều tra về việc làm sao tên quý tộc kia lại có được sáo nguyền và gheo thấy quá mệt mỏi vì ai cũng lén lút sau lưng cậu Bran thấy cậu đang cố thay đổi bản thân thành con người khác, điều đó khiến cậu lại một lần nữa suy nghĩ. Tối đó, thấy cậu cứ mãi lo nghĩ nên Elis đã đến gặp cậu để tâm sự và cậu quyết định sẽ trở thành một quý tộc liêm chính vài ngày sau cậu đến gặp nhà vua và được ban cho làm lãnh chúa của khu này cậu đã xin một điều nữa là được ban chức quý tộc cho 12 ngụy vị đang còn bỏ trống ai nấy đã cãi nhau về việc này khiến Armstrong muốn cậu rút lại vì nó sẽ khiến trật tự đảo lộn nhưng ông sẵn sàng giám sát cậu để khiến cậu không bị lậm quyền và nhà vua đã chỉ đồng ý cho cậu phong tước quý tộc cho hai người cậu nhận lấy phần thưởng này cậu sau đó đã gặp lại chị dâu và cho biết cậu sẽ ban tước cho hai đứa cháu khi chúng đến tuổi nếu chúng không nhận thì có thể từ chối chị dâu đã cảm ơn cậu và cho rằng con trai chị sẽ hiểu về việc cha chúng là tự làm tự chịu cậu sau đó đã ra về và bắt đầu công cuộc cải tổ lại nơi này cậu có một mục tiêu đầu tiên là làm nhà máy sản xuất súp miso để có ăn thường xuyên nhưng ai nấy đều đến kêu cậu làm từng việc khác nhau khiến cậu chẳng có thời gian để tập trung vào việc riêng của mình và phim đến đây cũng là kết thúc